du lịch sinh thái Thư Duy xin trân trọng giới thiệu chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng xuân Tân Sửu năm 2021 vào đêm 29 Tết tại khu du lịch sinh thái Thư Duy. Một chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu với những bài tân cổ giao duyên ngọt ngào cùng nhiều ca khúc trẻ trung sôi động, đặc biệt với vở cải lương Táo Quân Trầu Ngọc Đế quy tụ nhiều tài danh sân khấu, chỉ đạo nghệ thuật đạo diễn Quốc Tính, dàn dựng chương trình đạo diễn nghệ sĩ ưu tú lịch sử, chỉ huy đêm biểu diễn nhạc sĩ Đặng Sơn Thủy cùng sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Hoa Phượng, nghệ sĩ Thế Sơn, nghệ sĩ Trúc Ly, nghệ sĩ Phi Hải, nghệ sĩ Kim Hiền, nghệ sĩ Chí Tuân, nghệ sĩ Hoa Biển, nghệ sĩ Hoàng Thanh, tài năng trẻ Hằng Ni, nghệ sĩ Nhất Phương, nghệ sĩ Ngọc Xanh, tài năng trẻ Hùng Vương, nghệ sĩ Kim Quý, nghệ sĩ Hoàng Thái Hùng, nghệ sĩ Bảo Trân, ca sĩ Anh Quý, MC ca sĩ Kim Ngân, MC ca sĩ Hoàng Công, ban nhạc Tùy Sáng, Vũ Đoàn Hương Phù Sa cùng Vũ Đoàn Hương Tràm Kít trong chương trình Xuân Đất Việt Tết Quê Hương sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2021 nhằm ngày 29 Tết tại khu du lịch sinh thái Thư Duy, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời và kính mời